Thưa diễn giả Nguyễn Thanh An, có nhiều người thì có quan điểm rằng là chỉ mua bảo hiểm khi có nhu cầu. Bởi vậy mà họ nghĩ rằng là chỉ nên mua bảo hiểm nhân thọ khi cảm thấy có vấn đề về sức khỏe hay là khi họ phải đối mặt với những vấn đề mà có nguy cơ rủi ro cao. Còn khi trẻ khỏe thì không nhất thiết phải mua bảo hiểm nhân thọ. Vậy thì ông có nhận định như thế nào về quan điểm này ạ? Anh muốn chia sẻ như thế này. Thực ra bảo hiểm nhân thọ là một cái sản phẩm dịch vụ rất là khác biệt so với các cái sản phẩm dịch vụ hàng hóa thông thường khác. Thí dụ như khi bạn muốn mua một chiếc xe hơi chẳng hạn, thì bạn chỉ cần có tiền là bạn mua được, cho dù bạn có biết lái xe hay không, hay cho dù bạn có đủ sức khỏe để sử dụng nó hay không. Nhưng mà bảo hiểm nhân thọ thì có một điều mà tất cả chúng ta đều lưu ý là chúng ta chỉ có thể tham gia được khi mà chúng ta chưa cần sử dụng đến nó. Còn nếu như khi chúng ta cần sử dụng đến bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta sẽ không thể tham gia được bằng bất cứ giá nào. Tại sao lại như vậy? Bởi vì thường thì mọi người nghĩ là lúc nào có nhu cầu, có nghĩa là lúc nào thí dụ mình già yếu chẳng hạn, mình mới bắt đầu là tham gia bảo hiểm nhân thọ. Thì lúc đó bạn quá tuổi rồi, bạn không còn đủ tuổi để được tham gia nữa. Và khi đó bạn tuổi cao, rủi ro của bạn rất cao, cho nên công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ không chấp nhận bảo vệ cho bạn. Trường hợp thứ hai là có những người nghĩ rằng là mình phải ốm đau bệnh tật gì, nằm viện rồi mình mới cần bảo hiểm nhân thọ. Thực ra nếu mà như vậy thì rõ ràng là những tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ sẽ không cần phải gặp gỡ những khách hàng khỏe mạnh. Và họ chỉ cần vào bệnh viện thôi hàng ngày thì tư vấn thì chắc chắn là rất nhiều bệnh nhân sẽ mong muốn được tham gia. Nhưng mà bảo hiểm nhân thọ thì không thể cung cấp cho những người đã gặp những cái trường hợp bệnh tật quá nặng, nguy hiểm thì không thể tham gia được nữa. Cho nên bảo hiểm nhân thọ chỉ tham gia được khi mình chưa sử dụng đến nó, chứ không phải đến lúc mình cần rồi mình mới tham gia bảo hiểm nhân thọ thì không bao giờ tham gia được nữa. Vâng, có thêm một thắc mắc nữa mà tôi nghĩ rằng là cũng của chung rất nhiều người mà cũng muốn được gửi đến diễn giả Nguyễn Thanh An ngày hôm nay. Đó là nhiều người cho rằng là bảo hiểm nhân thọ thì quá xa xỉ và chỉ dành cho người giàu mà thôi. Vậy thì quan điểm của ông như thế nào ạ? Đúng, cũng có rất nhiều người nghĩ như vậy. Có nhiều người nói rằng là cuộc sống hàng ngày sinh hoạt còn khó khăn như thế này thì tiền đâu mà tham gia bảo hiểm. Nhưng thực sự thì bảo hiểm nhân thọ nó phù hợp với tất cả mọi người ở bất cứ một mức độ thu nhập nào. Bởi vì tại sao? Khi mà giả sử An hỏi bạn Kim Ngọc chẳng hạn là thu nhập của bạn quan trọng hay là không quan trọng, thì chắc chắn là bạn sẽ trả lời và ai cũng trả lời là thu nhập của tôi rất là quan trọng. Vậy thì rõ ràng khi người ta bảo vệ, người ta không bao giờ bảo vệ cái không quan trọng mà người ta phải bảo vệ cái quan trọng. Cho nên kể cả một người có thu nhập 2 triệu một tháng hay 3 triệu một tháng thì cái thu nhập đó cũng rất quan trọng đối với bản thân họ và đối với gia đình. Nếu mất đi thì chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ rất khó khăn. Cho nên người ta phải bảo vệ ngay cả cái thu nhập thấp nhất, ngay cả cái thu nhập còn rất ít. Một điều nữa là gì? Chính những người thu nhập thấp lại càng cần có bảo hiểm nhân thọ. Vì sao? Vì những người thu nhập thấp có nghĩa là sẽ không có tiền tiết kiệm, không có tiền để mà dự phòng những cái tình huống rủi ro có thể xảy ra. Còn những người họ có thu nhập cao thì lúc nào họ cũng sẵn có rất là nhiều tiền. Cho nên nếu như phải nằm viện, nếu như rủi ro là họ có tiền ngay. Còn những người thu nhập thấp thì lấy tiền đâu ra để mà chi phí cho những cái tình huống rủi ro trong cuộc sống. Cho nên chính những người thu nhập càng thấp thì càng cần đến bảo hiểm nhân thọ với vai trò bảo vệ thu nhập và dự phòng tài chính cho những tình huống bất trắc. Còn trường hợp thu nhập cao thì bảo hiểm nhân thọ nó lại có một cái giá trị khác. Đó chính là bảo hiểm nhân thọ nó có cái vai trò bảo vệ cái giá trị sinh mạng của mỗi con người. Vâng, thưa ông, nói về bảo hiểm nhân thọ cũng như là các loại hình bảo hiểm nói chung thì có nhiều người có quan niệm rằng là các thủ tục để rút tiền bảo hiểm từ công ty bảo hiểm là rất phức tạp. Và điều này thì khiến nhiều cá nhân cũng e ngại phần nào khi mà họ lựa chọn mua các gói bảo hiểm. Vậy thì là người đã có nhiều năm trong ngành thì ông có đánh giá như thế nào về công tác chi trả bảo hiểm của các công ty bảo hiểm trong những năm gần đây ạ? Trước hết thì An cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả như thế này. Khi mà chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ là chúng ta gửi cái số tiền của mình vào cho công ty bảo hiểm. Thì công ty bảo hiểm người ta phải có trách nhiệm là quản lý cái số tiền đó cho nó được minh bạch và hiệu quả. Thế cho nên khi chi trả thì công ty bảo hiểm phải xác định và phải xem xét là mình chi trả có đúng người, đúng sự kiện bảo hiểm hay không. Cho nên trước khi chi trả thì phải kiểm tra các cái bằng chứng của sự kiện bảo hiểm để chi trả cho nó chính xác. Nếu như chi trả không chính xác thì sẽ vô tình là làm thiệt hại cho những khách hàng trung thực. Bởi vì có những khách hàng họ trục lợi bảo hiểm, họ nằm viện 5 ngày nhưng mà họ sẽ viết thêm một con số 1 và con số 5, họ bảo họ nằm viện 15 ngày và họ đòi chi trả 15 ngày. Thế nếu như công ty bảo hiểm cũng tin ngay và chi trả 15 ngày
Có nghĩa là nó sẽ thiệt hại đối với những khách hàng trung thực hay với những khách hàng trục lợi bảo hiểm đã từng bị, tức là những cái bệnh lý về dạ dày rồi chẳng hạn, nhưng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ lại không cung cấp cái thông tin là đã từng bị bệnh tật từ trước, mà nói rằng là tôi chẳng bị gì cả, tôi không có bị gì hết, nhưng sau đó thì phải phẫu thuật vì dạ dày do những cái bệnh tật từ trước khi tham gia bảo hiểm, mà bây giờ đòi tiền bảo hiểm thì công ty bảo hiểm họ phải điều tra lại, họ xem xét lại, và nếu như mà khách hàng đó đã có những cái tình trạng tồn tại trước về mặt bệnh tật trước khi tham gia bảo hiểm thì họ phải từ chối, còn nếu không có bằng chứng gì thì họ chi trả. Thì cái việc xem xét các thủ tục như vậy là để đảm bảo chi trả cho đúng người, và chi trả đúng người như vậy nó đảm bảo quyền lợi cho cả người được bồi thường và cho cả những người khách hàng trung thực khác, cho nên là phải có những cái thủ tục. Và thực ra thì thủ tục không không có gì là phức tạp cả. Nếu như bạn nằm viện thì bạn có giấy nhập viện và bạn có sao y hồ sơ bệnh án, Vâng bạn có ạ. giấy ra viện, bạn được chi trả. Và thực tế là nếu như đầy đủ bằng chứng thì việc chi trả diễn ra rất nhanh. Và hiện nay có những trường hợp là khách hàng được chi trả chỉ trong 30 phút, thậm chí không đầy 30 phút đã được nhận cái khoản tiền chi trả của mình rồi. Thế cho nên là thực tế là nếu như mà sự kiện bảo hiểm xảy ra là đúng, có thật và không có gì vướng mắc cả thì việc chi trả bồi thường rất đơn giản. Vâng, thưa ông, có thêm một lo ngại nữa của người dân liên quan đến bảo hiểm nhân thọ, đó là công tác đền bù nếu như mà công ty bảo hiểm gặp sự cố về vấn đề tài chính. Và nhiều người thì lo ngại là có thể là sẽ mất trắng cái số tiền đóng bảo hiểm trong nhiều năm nếu như mà công ty bảo hiểm đột ngột rơi vào tình trạng phá sản hoặc là mất khả năng thanh toán. Vậy thì ông có thể giải thích rõ hơn về vấn đề này không ạ? Đây là một nỗi lo của nhiều người trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Vâng ạ. Nhưng mà thực tế thì thưa quý vị khán giả là trong suốt hơn 20 năm qua tại Việt Nam chưa có một công ty bảo hiểm nhân thọ nào phá sản. Đấy là điều thứ nhất. Vì tại sao như vậy? Bởi vì bảo hiểm nhân thọ đầu tư rất là an toàn. Cái nguyên tắc đầu tư cao nhất của bảo hiểm nhân thọ là đầu tư an toàn và lợi nhuận trong dài hạn. Thế cho nên là gì? Cái khả năng mà gặp những cái khó khăn trong đầu tư hay là khả năng dẫn đến phá sản rất là hiếm khi xảy ra đối với công ty bảo hiểm. Nhưng mà nếu như mà nó xảy ra phá sản, giả sử một công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tư không hiệu quả và dẫn đến tức là hoạt động kém hiệu quả và không đủ khả năng chi trả thì sao? Theo luật kinh doanh bảo hiểm thì các công ty bảo hiểm nhân thọ luôn luôn phải đảm bảo khả năng chi trả trong mọi tình huống, và cái khả năng chi trả đó luôn luôn được kiểm soát bởi Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm và bởi Bộ Tài chính. Thế cho nên là một công ty bảo hiểm nhân thọ phải luôn luôn có đủ cái khả năng chi trả, tức là cái biên khả năng thanh toán luôn luôn phải vượt qua được cái nghĩa vụ thanh toán. Bằng cách là gì? Thứ nhất, cái vốn pháp định của một công ty bảo hiểm nhân thọ phải là 600 tỷ. Và 600 tỷ đồng Việt Nam đó phải được gửi tại Ngân hàng Thương mại Nhà nước. Ngoài 600 tỷ vốn pháp định là vốn theo cái quy định của pháp luật thì một công ty bảo hiểm nhân thọ đều có cái vốn đầu tư tại đất nước Việt Nam lên đến hàng vài ba ngàn tỷ đồng. Cộng với các cái quỹ dự phòng nghiệp vụ và cộng với các nguyên tắc tái bảo hiểm và cộng với nguyên tắc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm khi rủi ro xảy ra đối với doanh nghiệp bảo hiểm, thì kể cả tình huống công ty bảo hiểm ngừng hoạt động thì quyền lợi khách hàng vẫn được đảm bảo, bởi vì tất cả các vốn, các cái quỹ và nguyên tắc tái bảo hiểm cũng như nguyên tắc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm đó. Cho nên là anh nghĩ rằng là quý vị khách hàng không cần phải lo lắng đến điều này, bởi vì nếu một công ty bảo hiểm nhân thọ mà ngừng hoạt động do phá sản hay là kinh doanh không hiệu quả thì quyền lợi của khách hàng vẫn luôn luôn được đảm bảo. Vâng, vừa rồi thì diễn giả Nguyễn Thanh An đã vừa giải đáp có thể nói là rất nhiều những thắc mắc của nhiều người khi mà họ chuẩn bị tham gia một loại hình bảo hiểm nào đó cũng như là bảo hiểm nhân thọ. Và qua đó thì cũng có thể thấy rằng là có nhiều nguyên nhân khiến người Việt còn e dè khi tham gia vào bảo hiểm nhân thọ. Và một trong số đó là thiếu các thông tin về bảo hiểm nhân thọ. Vậy nếu bạn muốn lên kế hoạch tài chính cho tương lai của mình bằng công cụ bảo hiểm nhân thọ thì bạn sẽ phải lưu ý những điểm sau đây. Bạn nên tham khảo và cân nhắc mục đích chính của mình khi mua bảo hiểm là gì, tiết kiệm hay tích lũy, học vấn hay hưu trí, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Đối tượng tham gia là ai, cha mẹ, bản thân hay con cái, khả năng tài chính như thế nào. Tùy theo từng mục đích cụ thể để lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Việc đánh giá và phân tích nhu cầu của bản thân là cực kỳ quan trọng trước khi quyết định mua bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm cũng là một loại hợp đồng kinh tế. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, dù tin tưởng đại lý bảo hiểm đến thế nào, bạn cũng cần đọc kỹ, hiểu từng câu từng chữ trong hợp đồng trước khi cầm bút ký để tránh những hiểu lầm đáng tiếc, không được bảo vệ quyền lợi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng bảo hiểm.
Đặc biệt, khách hàng cần tìm hiểu kỹ về các điều khoản trong trường hợp xảy ra rủi ro và không xảy ra rủi ro, rút tiền bảo hiểm như thế nào và khi nào, thời gian cân nhắc hủy hay không hủy hợp đồng sau khi ký, quy định về thời gian đóng phí. Khách hàng nên cân nhắc kỹ về mức đóng trước khi mua, bởi có nhiều trường hợp sau một thời gian đóng bảo hiểm, kinh tế sa sút khiến số tiền phải đóng bảo hiểm mỗi tháng trở thành gánh nặng đối với khách hàng, dẫn đến phải hủy hợp đồng và chỉ nhận lại một số tiền ít ỏi so với số tiền đã đóng. Không nên phó thác mọi công việc cho cộng tác viên hoặc nhân viên đại lý bảo hiểm, kể cả đó là người thân. Chính người mua phải tự kiểm tra hợp đồng và việc đóng tiền. Người mua bảo hiểm là người ký hợp đồng với một công ty và công ty đó sẽ chi trả bảo hiểm cho người mua, chứ không phải đại lý hay cộng tác viên.